phó, chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin buồn đến thân bằng quyến thuộc và thân hữu, chồng, cha ông, anh của chúng tôi là ông Francisco Xavier Phạm Duy Tất, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1934 tại Quảng Bình, đã từ trần vào lúc 10 giờ 50 phút sáng thứ Tư ngày 11 tháng 12 năm 2019 tại Bệnh viện Fairfax, Virginia, hưởng thọ 85 tuổi. Linh cữu được quan tại nghĩa trang Fairfax Memorial, 9902 Braddock Road, Fairfax, Virginia, 22032. Chương trình tang lễ. Lễ đưa chân, thứ Tư ngày 11 tháng 12 năm 2019 vào lúc 18:30. Lễ phát tang thứ Sáu ngày 13 tháng 12 năm 2019 vào lúc 19 giờ. Chương trình thăm viếng và cầu nguyện, Chủ nhật 15 tháng 12 năm 2019, 16 giờ đến 17 giờ thăm viếng. 17 giờ đến 17 giờ 30, cầu kinh của giáo xứ. 17 giờ 30 đến 19 giờ thăm viếng. 19 giờ đến 20 giờ, lễ phủ cờ do Hội Biệt Động Quân đảm trách. Thánh lễ tiễn đưa và an táng, thứ Hai ngày 16 tháng 12 năm 2019 vào lúc 11 giờ tại Giáo xứ Các Thánh Tự Đạo Việt Nam, số 915 South Quakefield Street, Arlington, Virginia. Sau thánh lễ sẽ tiễn đưa linh cữu ra nghĩa trang Fairfax. Tang gia đồng kính báo. Bà quả phụ Phan Thị Bạch Yến, trưởng nữ Phạm Duy Thúy Hồng, chồng và các con ở Việt Nam. Trưởng nam Phạm Duy Việt, vợ và các con tại Massachusetts. Thứ nữ Phạm Duy Vân Hồng và các con tại California. Thứ nữ Phạm Duy Diên Hồng, các con và các cháu tại California. Úc nam Phạm Duy Vũ, vợ và các con tại Virginia. Cáo phó này thay thế cho thiệp tang. Xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Mọi sự đóng góp xin chuyển vào quỹ từ thiện Thương Phế Binh và quỹ trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Chi phiếu xin gửi về Hội Biệt Động Quân Hoa Thành Đốn, P.O. Box 438, Mountford, Delaware 19963. Tập thể hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại thành kính phân ưu cùng tăng quyến, gia đình Biệt Động Quân và Đại Gia Đình Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.